hết 30 rồi, sáng mua 5.000 rồi tôi 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on face để viết hết chuyện trên đời, đăng cái status bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm, anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến ba mà anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn ca, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dẫn đông, anh vội rồi. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan sát anh đã khác, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em má, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Yeah. Dream trên đường sửa soạn sang đến tận trưa, tóc tai vẫn ngược mạnh như đan trường. Nhưng mà anh không tính hay ngại, tụi con cái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì vài em. Chuyện ngày xưa ghê thế nhỏ, sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay anh nói đùa, cứ nói đi rồi lòng là chi. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, dũng ma đi chợ sáng mua rau thịt về nấu. Anh lên online face đăng tất tiên tìm công việc, anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao, chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Và từ chợt nhận ra anh đã yêu mến